Đây là tôi đang lạc vào cái con đường để đến chợ quốc tế ở Busan. Mọi người đang bày bán đồ ẩm thực. Cái khu này thì đúng là gọi là gần giống gì? Gần giống chợ Đồng Xuân ấy, kiểu ấy. Có cái ngõ gì mà nó nối chỗ Đinh Liệt với cả bên chợ Hàng Ngang nhỉ? Đinh Liệt với cả Hàng Ngang ấy. Đây gọi là mì Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc thì họ có cái nguyên tắc trang trí món ăn rất là đẹp, trong đó có màu đỏ, xanh, và trắng. Nguyên tắc ẩm thực của họ là có 5 màu đó. Đây gọi là phố ẩm thực. Áo ước đầy. Khách du lịch đến đây nhiều nước. Đài Loan rồi, Thái Lan, Việt Nam. Đây vòng lên đây, đường nó vuông này, vòng ra này. Đi vòng lên đây là lúc này. 안녕하세요. 저는 한입니다. 나는 Hàn. 감사합니다. Giai Hàn nói chuyện với Giai Lào. Cửa hàng cửa hiệu ở đây họ rất là gọn gàng nha. Kể cả bày ở ngoài đường một chút như thế này nhìn nó vẫn gọn. Còn đa số là kinh doanh của họ vẫn là ở trong tiệm thôi.